Xin chào cả nhà, hôm nay hai cha con đi bắt ốc. Chứ không có mò cua, bắt ốc thôi. Chắc này là 9 giờ mấy 10 giờ rồi, đi hơi trễ rồi, nắng lên rồi đó cả nhà. Mình tranh thủ bắt lẹ lẹ về mình làm cái món trộn gỏi đu đủ nha. Làm món mới. Gỏi đu đủ với ốc bu. Đang đi trên đường D đó cả nhà, thấy không? Bắt là bây giờ nè, cả nhà nhìn cái con dốc mình phải đi xuống nè. Bây giờ mình sẽ xách tay dép lên. Mình bò xuống thôi. Lâu lâu về quê thú vị lắm cả nhà. Vui. Đó. Cha ơi, đưa chừng gịch chạp bẫy kìa. Đập. Dạ, Khoa đứng yên đó đi con. Ở trong đó có hàng cá hả? Tay con cái cờ mà không có được. Tay bị con tay con. Dạ, mấy con ốc rồi. Ôi. Mấy cả con hai. Anh Khoa anh đang lọ thọ cái chân xuống. Đó. Đi quậy đi phá. Cá. Nước mà còn đang chảy xuống. Để xíu đi cho chảy, cho ngừng chảy không đi đó. Đây cho nó nghỉ mệt xíu con ơi. Nè. Nước cao quá hả? À. Mấy ốc nó bò đi bây giờ nè. Lụm có ốc đó kìa. Ốc đây kìa, lụm. Ốc bắt ốc mà. Không bắt đi cưng nhà. Trên này. Đây con da cưng ơi. Làm ốc ốc chưa? Trời, nè. Ừ, quá nhiều luôn. Đúng vậy quá. Ốc bù. Không yeah. Bắt ốc ít thôi, cái về không bắt nữa. Bắt tại bà hai đem về ngoại nữa. Đem về ngoại hả bà hai? Ừ. Lựa mấy con bự bự đem về ngoại ăn. Cái này là gì vậy Lân? Biển nói thôi Lân, đừng hang cái này là gì vậy? Một biển. Bọt nước nó chảy sinh động xuống đó, nó tạo bọt cái gì đâu rồi. Cá ụt hết trơn. Con hai để cho hồi nước chảy hết đi. Con hai ơi. Rồi tới chiều chưa hết nó cho nó động nó ruộng nó chảy xuống hoài nó hết rồi. Nè Lân, một khi lên nữa nè. Nè em chuyện cho anh nè Lân. Lần. Thôi. Wow. Cá nè. Nhóc cái này nè. Nhóc kìa. Bự chà bá luôn nè cả nhà. Wow, mình đưa khoe. Khoe ốc bự. Bự chà bá luôn nè cả nhà. Hiện tại mình đẹp ghê hơn. Đẹp ghê luôn á. Đó Khoa, cầm đi. Cầm đi để biết bắt ốc. Đó. Cậu hai ơi, hồi về cũng vào xuống một con kiến à. Một con kiến rồi nướng sao hè luôn. Quá quá cho mẹ. Được không? Tới không? Hãy. Mấy con mà. Này Lưng. Bắt không có phần con. Này con. Để cha. Ấy rồi. Rớt con ốc đi đó. Con mò lắm chân. Cái vỏ thì tắt đi hết đi rồi. Quay gì vậy? Wow, cái vỏ. Có một đống luôn này cả nhà ơi. Cậu Hòa mình về mình căng thử. Có một cái trò chơi rất là lạ là. Ừ, có ác bỉ ở kia. Ừ. Khoa dập nước xuống luôn này. Quay con cua nhé. Cua 1 kg luôn nè. Wow. Nó bò đó quay. Nó bò ngoài. Công nhận nó nhanh thiệt luôn. Ông từ từ ơi, không làm nhanh cái gì. Quay không kịp luôn nè. Cua nó bao lên, cậy nó đi. Nó nhỏ xíu à. Con hai, nó xét này con hai. Nó nhỏ xíu rồi, cua non. Mẹ không nứt cua, nhìn nè. Nó xét này con hai. Mẹ không mất luôn á. Tắt đi. Đẹp dữ vậy, tướng ngồi này quá đẹp luôn. Ừ. Tướng ngồi quá đẹp trai luôn, bó bảnh bao. Đang trồng gỏi rồi.
Mà hai đang trồng gỏi hả? Trồng gỏi đu đủng rồi cả nhà. Gì ngoại? Là trộn gỏi đu đủ đơn giản à, với da heo, với lại tôm khô rồi cả nhà. Cái này một trái đu đủ lớn, khoảng nửa ký lô à. Trộn gỏi đu đủ với lại da heo. Mua tầm khoảng 20.000 da heo, với lại một khía tôm khô, là mình có thể chọn được cái một thau đu đủ to như thế này, 10 người ăn. Cái món đu đủ này nó vừa bình dân, vừa hợp với tiền, mà nó vừa bổ ngon nữa, đầy đủ chất dinh dưỡng luôn, rất là ngon luôn. Đây. Và trong khi mà mình ngâm, trước tiên là mình ngâm đủ đó, mình chuẩn bị nguyên liệu ngâm đủ như nước muối nè, mình sắt nè, mình bào, xong mình trộn gỏi nè, mình bấm chanh. Đây để mình lấy cho cả nhà xem nha, cái tô nó mắm chanh, này gỏi nè, da heo dưới kìa, da heo dưới nè. Cái này á mà mình có cái bao tay á thì mình thọt vô bao tay mình trộn nó sẽ ngon hơn, cả nhà, nó đều hơn rồi mình trộn cái đũa này. Nhưng mà ở đây mình quên đem theo bao tay rồi, mình cũng quên mua rồi, hôm nay quên mua bao tay rồi nên mình không có trộn được đều. Thì mình trộn bằng đũa, trộn hơi lâu chút thì nó sẽ đều thôi, từ từ nó đều hết à. Rồi. Xong rồi mình này cái mắm nè, cái mắm này mình sẽ cắt cái vỏ chanh ra, mình cắt sạch vỏ chanh đi rồi mình cắt từ cái miếng chanh như thế này, nó vừa chua mà nó không có đắng. Còn khi mà mình cắt bình thường mình nặng lên vô á, mình nặng sát tay quá nó đắng, mà nó không có được những cái muối chanh nữa. Giờ mình có miếng cái muối chanh gì nè, mấy cái tép nè, mấy tép chanh này nhìn vô cái chén nước mắm của mình thấy hấp dẫn hơn. Cái này mình không có trộn tỏi nha cả nhà, cái nhà muốn ăn tỏi thì mình trộn thêm tỏi, cái này mình trộn cho mấy đứa nhỏ ăn nữa nên mình không có để tỏi, nhiều khi tỏi nó hôi, tỏi sống nó hôi đó, ăn không có được. Này mình chỉ có ớt với lại chanh thôi, với một xíu giấm. Rồi, cảm ơn cả nhà.